Rồi, dân này đi thăm voi nè. Hai hai con. Ok. Ô sẵn hết đã. Ờ ghế lì cho dây sẵn hết rồi. Ok. Hấp nước mắm đỡ đi. How are you? Good. Oh, okay. Oh, Jen, không có bận áo gì không? Áo lạnh. In the car. Sweater in the car. Yeah. Okay. Rồi thôi. Hai bông bên này hấp nước mắm trước nha chị em. Nước mắm này thôi cho hai cái lô lô rất xô ớt ít thôi ít thôi rồi nhiều được không nữa bao nhiêu cũng được ít thôi chắc có mùi thôi đó, hồi xưa đó là thôi spicy thì có sao. Là dây sành húp luôn đó nha. Xe tao xin rút 3 ngàn rút rồi. Sealed your fate.